Chào, xin chào các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của SMIC Audio. Và ngày hôm nay em Thanh Hạnh được nhận một đơn hàng của anh Sơn. Anh có địa chỉ tại Trung Châu Đan Phượng. Và ngày hôm nay anh đã lựa chọn một cấu hình của Tele Acoustic kết hợp với một số các thiết bị mà anh đã có sẵn. Và ngày hôm nay thì em đã đến setup cũng như là đến khảo sát trực tiếp cái không gian của anh. Thì cái đề bài của anh đưa ra đó là anh muốn nghe nhạc và hát hay trong với một cái mức giá vừa phải, khi mà anh đã có hai thiết bị rồi. Anh đã có một chiếc sub bass 30 hàng mới ngày xưa anh đã mua, và một bộ mic ngày xưa anh đã mua cùng với cả chiếc sub đó. Thì bây giờ chú đến setup cho anh, và chú mang cho anh một đôi loa này, một cục đẩy này, một bộ mic này, và đảm bảo cho anh cái tiêu chí đó là cái phòng của anh ấy thì nó rất bị dội, nó bị dội âm, nó rất dội âm. Bởi vì nó thứ nhất là tường của anh là tường bình thường và sơn bình thường, không có một chút gì tiêu âm hay là góc cạnh gì cả, chỉ có tường với cả cái gỗ thôi đấy. Còn đâu là cái bộ bàn ghế của anh cũng là gỗ nguyên tấm nguyên khối đấy, bộ trơn như thế. Và phía dưới sàn của anh ấy là sàn gạch đá hoa. Là chú xem setup thiết kế cho anh để anh có thể là hát karaoke mà nghe nhạc ok. Và em đã nhận lời cũng như là tư vấn cho anh là một dòng sản phẩm loa Teleoptic HK12. Dòng sản phẩm này ấy, được thiết kế là chuyên trị những không gian phòng mà tiêu âm, cách âm nó kém và phải xử lý âm sắc rất là nhiều. Thì đôi loa HK12 này là một đôi loa mà có thể đảm nhiệm trong không gian phòng của anh chơi rất là tốt và phù hợp, khắc chế được những cái nhược điểm của không gian. Và tiếp theo là một cục đẩy Teleoptic 2.8S, một phiên bản mới nhất của hãng Teleoptic, sử dụng 20 sò Toshiba nhập khẩu và có 8 tụ lọc nguồn 80V, 6.800 microfarad, và nguồn biến áp của nó là nguồn dây lao động nguyên chất các bạn. Và tiếp theo đó là một chiếc vang số thế hệ mới nhất của hãng Teleoptic, đó là mã DJK 8800, là một phiên bản cho đến bây giờ là cao cấp nhất của hãng Teleoptic rồi. Và cái sản phẩm đó thì có chất mic mềm mượt, dễ hát, đủ dài, và nó có tiếng reverb rất là mượt rộng, chúng ta có thể là xử lý được cái âm sắc của rất nhiều các cái cấu hình khác nhau. Và ngày hôm nay thì em đã đến trực tiếp. Hôm nay bên em thì cũng nhận được khá nhiều các đơn hàng, nên là đội thợ thì cũng đi setup nốt cái phòng hát, cũng như là một số thợ thì lại là đóng những đơn hàng cho các bác mua lẻ. Nên là hôm nay trực tiếp em và một anh thợ nữa đi setup cũng như là demo cũng như setup của cái cấu hình của bác Sơn này. Và sau khi em đã cắt dây, đấu dây rắc, thì bây giờ em sẽ kê loa vào vị trí và cùng với cả một anh thợ nữa test chất âm, cũng như là phía sau đây thì em sẽ tuning hệ thống để đo đạc cái loa full và đo đạc cái loa sub để làm sao cho nó đồng pha và nó đạt được hiệu quả tốt nhất. Bởi vì cái không gian này không gian khá khó, bởi vì không gian này rất dội nên là phải đo đạc kỹ và có một cái sự tỉ mỉ trong vấn đề setup cũng như là vị trí đặt loa. Và xin mời các bác cùng theo dõi hết video để cùng cảm nhận ạ. Nhìn về tháng năm đó,
yêu em chân chân đã lâu, sao đông đàn quan tâm là cần phải lý do. Tại sao em cứ phải yêu ai dù làm việc sai, ngay cả khi em không nói buồn ai thao thức. Một người từng rất rất thương, ngày đau đến mức là thương. Anh nghĩ thật là thật, em nên dừng lại đi. Tôi yên tĩnh lặng lòng em ta, muốn phiền làm chi giống cha. Sáng cũng buồn, còn em đau đến về lại không. Sao em không nhìn về? Anh muốn tăng to nhỏ của phần nhạc ấy thì anh bấm vào lúc này này, xoay này. Đây. Xoay này, xoay lên xoay xuống này. Đấy. Em đang để mặc định nó là 30 này. Kể cả anh chỉnh này nó to thế nào nhưng mà anh cứ tắt đi bật lại thì nó vẫn lên 30. Đấy là setup cái của mình cố định rồi. Mic cũng thế. Mic là em đang setup một cái mic nó phù hợp nhất hay nhất thì nó volume của nó là mức 78. Ví dụ trong trường hợp mà khách muốn to mic lên thì anh vẫn lên này. Anh vẫn lên này. Anh vẫn lên thoải mái. Đấy, sau khi tắt đi thì nó lại vẫn lên cái 78 mà em đang vừa setup. Đấy, cái phần echo nó cũng thế. Echo này cũng thế, echo reverb thế. Cái quan trọng nhất ấy, thì anh chỉ hướng dẫn khách đó là tô volume to nhỏ của nhạc này, volume to nhỏ của mic thôi. Còn tất cả hệ thống này để nguyên ra. Đấy, hai này để nguyên. Còn đâu là khi mà sử dụng thì anh vẫn volume của này nó kích cỡ. Để tránh trường hợp trẻ con nó vẫn ví dụ như là mình setup nó nâng trừng này thôi nhưng mà trẻ con nó không biết nó vẫn kinh cỡ ấy, thì nó rất dễ bị chảy loa nên là em setup là em mở to kinh cỡ rồi. Vâng, và sau khi đã đo đạc setup cũng như là bàn giao hệ thống karaoke cho bác Sơn thì bên em đã ra về và cảm ơn các bác, cũng đặc biệt là cảm ơn bác Sơn đã tin tưởng ủng hộ SMX Audio và em xin phép được dừng video tại đây để em di chuyển về cơ sở chính. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo ạ.